Ui, này này mày ơi. Này, thấy hấp dẫn không? Cái gì đây? Đấy. Mày nhắc đến làm tao thèm. Ừ. Trời này mà có nồi lẩu thì thích thật đấy. Ừ. Nhưng mà tao lười làm lắm. Mày đi ăn quán đi. À, anh Hoàng hàng xóm nhá, mới mở quán lẩu buffet, thấy đông khách phết. Đi không? Ông Hoàng nào? Hoàng lòng lợn á? Ừ. Thế thì mày không biết rồi. Ông ấy chuyển từ bán lòng lợn sang bán lẩu buffet cả tháng nay rồi, thấy đông khách phết. U, ghê nhở. Ừ. Lẩu buffet á? Nhưng mà giá cả như nào? Chứ hồi ông đi bán lòng lợn, tao thấy bán cắt cổ lắm. Thì tao cũng chưa đi ăn thử, nhưng mà thấy bảo là có 89k thôi, mà ăn thỏa thích luôn. 89k thôi á? Thế thì chỉ có thịt lợn thôi chứ làm gì có thịt bò cho mày ăn. Mà thịt lợn cũng chả có giá đấy đâu. Thịt lợn bây giờ cũng phải 140-160 một cân rồi chứ ít gì đâu. Ui giời ơi, mày cứ lo xa, người ta nhập xỉ chắc chắn là khác với giá mình mua lẻ rồi. Với cả người ta kinh doanh buffet như thế nhá, là người ta đã tính toán hết cả rồi. Mà mình cũng có ăn được mấy đâu, người ta lãi thoải mái. Nói như mày ấy, những ai đi ăn ấy đều ngu ngốc hết à? Thế nào, có đi không? Hay là tao rủ đứa khác? Đi thì đi, sợ gì? Anh Hoàng. Ly đến ủng hộ quán anh nhá. Riêng em Ly nhá, anh xếp cho bà kít luôn. Anh nhá, free cả nước cho em luôn. Mà đi cùng mình nữa à? Hay là anh gặp riêng anh đấy? Em đứng ngay đây mà anh Hoàng không nhìn ra em à? Từ ngày mở quán lẩu, anh Hoàng quên em rồi đấy. Anh làm sao mà quên được em bảo đi. Em xuất hiện đâu á, là có chuyện ở đấy luôn mà. Hàng xóm của anh đây á, ai mà chẳng biết mặt em, né cho nó kỳ. Anh nói thế thôi, chứ quán anh á, là bán uy tín lắm. Nên là các em không phải lo đâu. Này, mày cứ làm người ta sợ. Thôi ngồi đi, hôm nay tao mời nhá. Thế còn được. Ngồi đi, đợi tí lấy lẩu ra cho. Vâng ạ. Đó. Em cảm ơn ạ. Mày ơi, hấp dẫn chưa này? Này, mày có ngửi thấy mùi gì không? Sao tao thấy nó cứ hoi hoi ấy? Sao lại hoi? Đâu, để tao ngửi lại xem nào. Mày bị làm sao ấy? Thơm thế này cơ mà. Mũi mày có vấn đề ấy. Rõ ràng có mùi hoi mà mày không ngửi ra. Hay là mày bị ép không? Mất khứu giác đấy. Phủi phủi cái mồm mày đi. Ép không cái gì? Tao ngửi thấy mùi lẩu đấy còn gì nữa. Của cô hết đấy. Tôi uống nhân thật là được rồi. Ngon thế này á mà không ăn à? Không ăn thì càng con. Anh ơi, lấy cho em thêm mấy đĩa thịt bò ạ. Cần nhiều nhiều một tí để anh đỡ phải đi à? Thôi mày ăn đi nhá, tao đi vệ sinh đã. Bạn cứ tự điên. Em đang làm cái gì đấy? Em tìm nhà vệ sinh thôi ạ. Nhà vệ sinh ở dưới đằng kia cơ mà. Đây là kho của anh. Em không biết. Không sao đâu, em xuống dưới kia mà đi vệ sinh. Rõ ràng khu chế biến ở bên trên, sao lại có cái kho ở dưới đây nhở? Mà sao anh ta có vẻ giấu giếm như thế? Hay là mình đa nghi nhở? Hoàng. Ly đến ăn lẩu à? Ngồi đi em. À, dạ, thật ra là em đến tìm anh để có chút việc ạ. Có việc gì cứ nói đi, anh với em mà phải ngại à? Dạ, em muốn hỏi là quán lẩu của mình có tuyển nhân viên không ạ? À, nhân viên quán nhà anh thì toàn là người quen, với là họ hàng thân thiết thôi. Với cả là đang thiếu một vị trí đấy. Đấy là bà chủ, Ly có thích làm không? Anh cứ đùa em ạ. Đấy, như anh cũng biết, em bán hàng cùng mẹ. Nhưng mà mẹ suốt ngày càm ràm thôi, em đau hết cả đầu. Thế nên là em quyết định ra ngoài để tìm việc làm, khẳng định cho mẹ thấy là em thừa sức làm được việc ạ. Nhưng mà anh không nỡ để Ly làm phục vụ đâu. Hay là thế này đi, em đến đây làm thu ngân cho anh, chỉ việc thanh toán tiền cho khách thôi. Tại vì quán cũng đông khách nên là mấy lần anh bị hụt tiền rồi đấy. Vâng ạ. Thế đây, đưa anh số điện thoại đi. Vâng ạ. Có gì là anh gọi. Em gửi anh, em cảm ơn ạ. Em đi tìm việc làm nên là anh sắp xếp cho em vị trí nào em cũng làm ạ. Em cảm ơn anh trước ạ. Ly cứ khách sáo với anh thế nhở? À, anh để em bên phụ cho ạ. À, thôi, cứ để anh. Cầm một anh cái điện thoại nhá. Vâng. Nhân viên mới à, xinh em. Xinh không lấy lượt bài. Thế
Để tao trêu tí là mình tính đóng kem thôi. Hàng của tao cũ nhá. Này, chị đừng có mà nói linh tinh. Đừng có mà vu khống nhá. Có mà chị ăn ở đâu xong rồi về đổ cho nhà tôi thì có. Rồi ạ, vu oan với cả vu khống cái gì. Thế tại sao nhá, cả 5 người này chúng tôi ăn thì đều đâu cả 5 hả? Không có nghi ngờ gì hết. Anh ơi, anh mau vào kiểm tra đi ạ. Cô... Thôi, không cần nhau nữa. Mai cho tôi đi kiểm tra khu chế biến. Mai tôi ở. Cây ngay không sợ chê đứng. Ly, trông hàng giúp anh. Vâng ạ. Mày đi theo tôi. Tôi đã kiểm tra khu vực bếp, đúng là an toàn vệ sinh thực phẩm. Chắc là do cô ấy ăn ở đâu nên bị ong. Em đã bảo với anh rồi, quán nhà em ấy là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lắm luôn. Không phải ăn ở quán khác đâu, mà chính là ăn ở quán của nhà anh ta. Này, Ngọc ơi, anh xin em đấy, em để yên cho anh làm ăn đi. Em đi ra chỗ khác chơi đi nhá, người ta đã kiểm tra hết rồi còn gì nữa. Đúng là khu bếp thì sạch thật nhưng còn một chỗ nữa. Nơi anh lưu trữ hàng hóa thực phẩm, anh đã đưa họ kiểm tra chưa? Tao bảo là chả vệ sinh gì mà mày cứ ham ăn thôi. Chắc là tao đau bụng do lạnh hay là gì thôi. Đến nước này mà mày còn bênh à? Kết quả kiểm tra là ngộ độc hóa chất đây này. Mà hôm qua mày ăn mỗi quán lẩu đấy thôi chứ gì đâu. Nhưng mà mày cũng ăn mà, sao mày không bị làm sao? Tao thấy thịt bò như thế nên có dám ăn đâu. Mỗi mày là nghiến hết 5 đĩa. Tao bụng là phải thôi. Mà lúc tao đi vệ sinh ý, tao thấy ông Hoàng có cái kho khả nghi lắm. Chắc chắn có vấn đề. Mày phải giúp tao làm sáng tỏ vụ này. Nhưng mà giúp thế nào? Để làm rõ thực hư quán ăn của nhà anh, tôi đã bảo Ly xin việc vào quán của anh để dễ tiếp cận. Ơ này em gái, đi đâu đấy? À em mua thịt của anh kia đấy mà. Thằng kia á? Đây chị bán thịt, nó chỉ là ship thôi, có gì trình bày đi. Chị bán thịt ạ? Ừ. Em ở xóm kế bên, anh Hoàng bảo em qua đây hỏi giá. Em định mở một chi nhánh gần nhà em. Thằng Hoàng á? Thế sao không lấy bao nhiêu thì bảo thằng Hoàng gọi điện chị ship cho là được. Chị biết đấy, chỗ anh em nhưng mà vấn đề tiền nong thì vẫn nên là sòng phẳng. Em tự nhập nguyên liệu về tự bán nên là chỉ cần biết mối thôi. Ờ, nói thế cũng đúng. Nhưng mà để chị gọi điện hỏi thằng Hoàng đã nhá. Vâng, chị gọi đi ạ. Alo. Hoàng à em? Alo ạ. Alo, đây có phải số Hoàng không? Dạ, anh Hoàng có chút kho ạ. Có việc gì đấy ạ? À, chị đang định hỏi tí. Không biết hôm nay có phải thằng Hoàng nó giới thiệu ai qua đây mua thịt không? Em tên là gì nhỉ? Em tên là Ngọc. Ờ, em Ngọc. À, đấy là Ngọc, em gái của anh Hoàng ạ. À. Anh Hoàng hôm nay cũng bảo em thế ạ. À. Ờ, thế được rồi, chị cảm ơn nhá. Vâng ạ. Ờ. Nhưng mà chị bảo này, chị khuyên thật. Chị thì đang giao cho thằng Hoàng hàng thịt loại 3. Nhưng mà cái loại đấy nó nặng mùi lắm, tẩy rất là lâu. Thế nên là chị khuyên em lấy hàng loại 2. Nó lai ít đi một tí nhưng mà đỡ mất công tẩy. Thế nghĩa là mua thịt về rồi tẩm ướp vậy ạ? Không, thì chả thế. Thế không tẩm ướp thì làm sao mà biến thịt lợn thành thịt bò được hả em? Ông Hoàng nó bán lẩu buffet thịt bò, còn chị chỉ cung cấp thịt lợn cơ mà. Thank you.
làm gì có chỗ nào như thế. Đừng có nói linh tinh. Sao? Anh nhìn đi. Những hình ảnh này có quen thuộc không? Chính là trong kho lưu trữ của nhà anh đấy. Tôi đã chụp lại hết bằng chứng rồi. Anh nhập thịt lợn bẩn ôi thiêu về chế biến, ngâm tẩm hóa chất rồi đem ra cho khách ăn lẩu. Hơn thế nữa, đồ viên của nhà anh còn toàn là hàng hết hạn sử dụng. Đó chính là lý do vì sao giá nhà hàng của anh lại rẻ đến như vậy. Bề ngoài thì trông có vẻ sạch sẽ, nhưng bên trong toàn là những mánh khóe trục lợi vô đạo đức của anh. Suất buffet ăn thoải mái thịt bò mà chưa đến 100.000. Mọi người tưởng lời thi nhau đến ăn, nhưng hóa ra lại ăn toàn đồ hóa chất của nhà anh. Mày, tao không có làm cái gì hết. Muốn biết có làm gì hay không, đi kiểm tra kho là biết ngay. Mà anh đi theo chúng tôi kiểm tra. Này mới về hả? Không biết quán xá giờ nào rồi đông khách à? Con đi học mà mẹ. Học hành cái gì? Học hành quan trọng hơn là kiếm tiền à? Biết thân biết phận mày chứ. Mở quán mở xá ra thì phải tự biết ra mà làm chứ. Dạ, để con lên thay đồ, con xuống con dọn luôn à. Nhanh nhanh cái tay cái chân lên. Không thích khách khứa bát đũa một đống này à? Chẳng được cái tích sự gì cả. Cô ơi, còn gì ăn không ạ? Con, cháu ngồi đi. Cháu ăn gì để cô phục vụ? Cho cháu một suất cơm rang dưa bò. Nghe thấy gì chưa? Mang suất cơm rang dưa bò ra đây nhá. Vâng ạ. Cháu đợi chút nha cháu nhé. Sao tay em lại tím thế này? Sao em run thế? Mà chị trông em nhỏ tuổi lắm, chắc vẫn còn đi học đúng không? Tại sao lại làm ở đây? Em tôi lại làm điều gì sai hả? Có mỗi một cái việc còn con thôi mà cũng không làm được. Đúng là cái đồ vô tích sự, cái loại vô dụng này. Cái loại vô dụng này. Cô đừng đánh em. Em ấy không làm gì sai cả. Chỉ là cháu thấy em ấy còn nhỏ mà đã làm ở đây nên hỏi thôi. Mà luật lao động không cho thuê trẻ em làm việc đâu cô. Đâu có, thuê mướn gì đâu cháu. Nó là con gái tôi mà. Vẫn còn đang đi học, nhưng mà lớn rồi thì về nhà cũng phải phụ giúp gia đình chứ. Nhà con nhà. Thôi, đi vào trong nhà đi. Ăn cơm tiếp đi cháu nhé. Ship suất cơm này đến chỗ 112 Dương Khuê. Nhanh nhanh cái tay cái chân lên. Vâng ạ. Ui, không thử tiền nhá. Đúng địa chỉ này rồi mà nhỉ. Hàng vui, chẳng thấy ai cả. Có ai ở đây không ạ? Em gái, em đi đâu đấy? Dạ, em đi giao cơm ạ. Nhưng mà chắc em nhầm điều gì. Em chào anh. Không, không nhầm đâu. Chính anh đặt cơm đấy. Cơm của anh đây ạ. Rơi mất rồi. Anh ơi, bẩn hết cơm rồi. Bây giờ em tính thế nào với anh đây? Anh ơi, hay là bây giờ em về em lấy suất khác cho anh được không ạ? Không được. Bây giờ em về em chuồn mất thì làm sao? Anh thì thanh toán tiền rồi. Em về mất, anh lấy gì ăn bây giờ? Anh ơi, hay là bây giờ em trả lại anh tiền được không ạ? Không, anh đói lắm rồi. Anh nhá, anh có một cái tật rất là xấu. Anh cứ đói là anh cáu. Mà anh cáu ấy là rất phiền đấy nhá. Hay là để anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Mày là ai mà dám đẩy tao đấy? Ban ngày ban mặt mà dám giở trò với con gái nhà lành à? Tên biến thái. Chết
trông cũng ngon đấy. Anh cân được cả. Ôi, có người đánh tôi. Con Danh kia, ý ra có xuất công thôi mà cũng lâu cũng muộn. Mày lại đi đú đợn với con Danh này phải không? Nhìn ăn mặc bậm trợn như thế này là cứ không phải cái loại tử tế hiền lành gì thôi. Từ lần sau ấy, đừng có chơi bời với nó nữa nghe chưa? Đi vào trong nhà. Bà làm cái trò gì đấy? Tao kéo con gái tao mà mày dám cản hả? Bà bảo tôi ăn mặc bậm trợn trông không giống người hiền lành, nhưng tôi thấy tôi còn tử tế hơn bà gấp trăm nghìn lần. Mày nói thế là ý gì hả? Hả? Bà đừng diễn kịch nữa. Tôi biết hết âm mưu của bà rồi. Cô bé này không phải là con ruột của bà, và bà là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Tôi thấy con bé vừa về rồi đấy. Bao giờ thì tôi ra tay được? Nhanh lên đấy. Vẫn chỗ đất chủng cũ nha. Mày là ai mà xem làm chuyện của tao? Tôi là ai anh không cần biết. Điều anh cần biết bây giờ là chuẩn bị bóc lịch đi. Dám hãm hiếp trẻ vị thành niên à? Gan anh to thật đấy. Cái gì? Vị thành niên? Nó đủ 18 tuổi rồi mà. Cô đùa tôi à? Tôi mua nó mất tiền đấy chứ phải đùa đâu. Tại sao anh biết được tuổi của cô bé ấy? Còn chuyện mua bán là sao? Nói! Mẹ nó bảo thế. Mẹ nó bảo nhà nó cần tiền để bán nó. Mẹ nó bảo nó đủ 18 tuổi rồi. Tôi mua nó 20 triệu đấy, chứ không phải ít đâu. Chưa sờ mũi được gì đã bị đánh rồi. Mà cô ơi, tôi chưa làm được gì đâu. Cô tha cho tôi nhá. Không sao rồi. Nhưng mà chị không hiểu tại sao mẹ lại làm thế với em. Bà ấy không phải mẹ ruột của em. Bà ấy là mẹ kế của em. Bố em đi công tác. Đấy là lý do tại sao trên người em có nhiều vết bầm đúng không? Bà ấy không chỉ bạo hành mà còn bóc lột sức lao động, bắt em phụ việc ở quán cơm, rồi còn cả việc kia nữa. Đúng là loài cầm thú. Mày láo tết, mất dạy. Mày đúng là cái loại vô ơn bạc nghĩa. Bố mày đi vắng xa, một mình tao còng lưng kiếm tiền nuôi mày ăn học. Bây giờ mày lại vào hùa với nó để vu oan giáo họa cho tao hả? Cái con khốn nạn này, con mất dạy. À, thôi đi, bà đừng ra mồm nữa. Muốn biết oan hay không, đối chất là biết ngay. Chính là bà ta. Bà ta nhận tiền của tôi rồi bán con gái cho tôi. Bà ta kia, sao bà đã đủ tuổi rồi? Bà định hại tôi đi từ mọt kiếp à? Bà. Này, này, tao không quen biết mày nhá. Đừng có ăn nói vớ vẩn. Bà có định chối à? Có giấy ở đây, chữ ký của bà đây. Nhận của tôi 20 triệu ở đây này. Giấy trắng mực đen, nhân chứng đầy đủ. Để xem bà có chối tội được nữa không? Con ơi! Con ơi! Mẹ sai rồi, cứu mẹ với. Con ơi, mẹ lưu đề cờ bạc, nợ nần chồng chất. Nếu mà không có giả thì chúng nó sẽ giết mẹ. Cho nên mẹ bất đắc dĩ phải làm như thế thôi. Con ơi, cứu mẹ với. Mẹ không có công sinh nhưng mà mẹ có công dưỡng mà. Mẹ xin con ơi. Bà thôi đi, đừng diễn kịch nữa. Bà nuôi cô bé được mấy ngày nhưng hành hạ cô bé đủ điều. Đánh đập mắng mỏ, bóc lột sức lao động, lại còn làm ra cả chuyện kia nữa. Thật không thể tha thứ được. Tôi đã gọi điện cho bố cô bé rồi. Bà chuẩn bị mà hầu tòa đi. Đi em. Chính bạn hại tôi. Không chối cãi được nữa nhá. Cái đôi gian phu dâm phụ này, Hoàng, cầm máy lên quay cho mọi người biết bộ mặt thật của chúng nó. Chị yên tâm, em đã quay rồi. Ô, chị ơi, chị có nhầm em với ai không ạ? Nhầm cái gì mà nhầm? Mày là bồ nhí của thằng này đúng không? Xin trân trọng giới thiệu với em gái, chị là vợ của nó đấy. Tha bồ ấy đi. Tha cái gì mà tha? Chúng mày cắm một cái sừng to tướng lên đầu bà mày, rồi mày lấy tiền của tao đi cho gái. Mày bảo tao tha à? Quay cận mặt hai chúng nó. Chị yên tâm, em đã quay rồi. Này,
Đi đâu đấy hả em gái? Chị ơi, thực sự là chị hiểu lầm rồi. Em không hề quen biết anh ấy, anh ấy chỉ đứng lại để hỏi đường em thôi ạ. À. Cái gì? Em nghĩ chị ngu à? Chị mất công dình bao nhiêu lâu nay? Chúng mày thậm thụt sau lưng tao, đừng tưởng tao không biết. Hỏi đường á? Hỏi đường cái gì mà chúng ta chỉ biết thế? Sao còn đứng trước cửa khách sạn nữa chứ? Này, chị đừng để con này nó lừa. Chị ơi, thật sự đấy, em không hề biết anh ấy là chồng của chị. Em cũng không hề qua lại gì với anh ấy đâu ạ. Không qua lại? Thế cái gì đây? Đây là vòng của tao. Nó lấy của tao mang đi cho mày. Tao nghĩ là mày bòn giúp cũng được khá khá rồi đấy. Cái này là vòng của em, chứ không phải là ai tặng em đâu ạ. Mày có định già mồm à? Tao cho mày một trận nhá. Đánh ơi chị, em này ghét loại trà xanh không? Cho mày chết này. Rồi. Mày nhận chưa? Có nhận không? Chị ơi, chị tha cho em. Chị muốn em làm gì em cũng làm ạ. Biết điều thế là tốt. Chị cũng không muốn làm to ở đây đâu. Chị biết thằng chồng chị nó ngu. Nó mang tiền mồ hôi xương máu của chị mang đi cho em. Nhưng mà thôi được rồi, em chỉ cần trả lại hết những gì nó tặng cho em thôi. Thế là được. Nhưng mà thật sự thì đây là đồ của em, chứ không phải là ai cho em đâu ạ. Này, chị nói nhẹ em không nghe à? Thôi thôi chị ơi, nói nhiều làm cái gì. Clip ở đây rồi, đăng lên mạng xã hội cho bàn dân thiên hạ biết. Tao gửi cho bố cho mẹ mày luôn, tao gửi cho cả họ cả hàng nhà mày luôn, tao đăng lên cả công ty của mày luôn. Tao nói cho mày biết, bọn tao biết hết thông tin của mày rồi đấy. Mày nào có lý đấy. Tao mất công dình bao nhiêu lâu nay, phải cho mọi người biết bộ mặt của con tiểu tao này. Chị ơi, chị tha cho em. Thật sự là chị mà làm như thế thì em sống không nổi đâu ạ. Em biết lỗi của em rồi. Thôi được rồi, em gái, em biết điều thế là tốt. Chị cũng đã nhân nhượng quá cho em rồi đấy. Chị biết là em được không ít từ thằng chồng chị. Em cứ đưa hết điện thoại, vòng tay, tóm lại là tất cả những gì em có ở đây, ok không? Thế là hời lắm rồi đấy. Dạ vâng. Thôi được rồi, em nó nghe rồi thì tắt video đi. Sao phải tắt? Đang hay mà, quay tiếp đi chứ. Chuyện riêng tư đừng có mà xen vào. Đưa cho em. Tôi thấy mấy người bảo là quay video đăng lên mạng, thế thì tôi biết trước một chút, có sao đâu. Yên tâm đi, tôi cũng bức xúc với mấy hành vi bẩn thỉu lắm. Cho dù nó có là tiểu tam trà xanh đi chăng nữa, nhưng mà nó hối cải rồi, chúng tôi đã giải quyết rồi đây. Ý tôi không phải là hành vi của cô gái này, mà là hành vi của hai người đấy. Em không việc gì phải đưa đồ cho họ, là lừa đảo đấy. Này, ăn nói cho cẩn thận nhá, ai lừa ai? À, hay là mày cùng một ruộng con tiểu tam này? Tôi chả cùng một ruộng với ai cả, tôi chỉ là người đi đường, thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi. Để tôi nói cho cô biết nhá. Thứ nhất, thời buổi bây giờ không ai đi đánh ghen như cô cả. Người ta văn minh, không ai hai đánh một như này, lại còn đòi đăng video clip của người ta lên mạng nữa chứ. Thứ hai, tất cả chỉ là dàn cảnh, ba người lên kế hoạch để chấn hết đổ cô gái này. Mày cuống cuồng hết cả lên đấy. Lúc nãy nhá, em đi mua đồ ở bên kia kìa. Đấy, thấy có cái vụ này đánh ghen dã man là hay luôn. Ta đánh ghen rồi, lại còn lột đồ các kiểu cơ. Cái gì? Đánh ghen á? Giờ này mà còn có kiểu đánh ghen kiểu đấy á? Nhưng mà mày là con trai, sao mày hóng hớt mấy chuyện này nhanh thế? Chị mắng em, chị không xem thì thôi, để em xem mình. Chồng của chị này cặp bồ với cả cô này đấy, thế là chị này chị đến chị đánh ghen. Ghê chưa đấy, ông chồng sợ quá bỏ luôn cô bồ ở lại. Xong cuối cùng nhá, chị vợ chị ấy bắt là cô bồ này phải trả lại hết tất cả những đồ mà ông chồng đã tặng, thế thì mới tha đấy. Tua lại đoạn đầu xem nào. Đấy, cuốn mà đúng không, em đã bảo rồi. Cuốn cái đầu mày ấy, không nhìn thấy video này có vấn đề à? Vấn đề gì đâu, em chỉ thấy đây là cái vụ đánh ghen bình thường thôi mà. Dồi ôi, rốt lắm, nhìn đây này. Tại sao hai người lại đi ra cùng một cái xe ô tô? Đúng rồi đấy. Nhìn kỹ đi,
tại sao ông chồng đi đánh ghen mà lại lên xe ô tô của vợ. Ôi, đúng rồi này. Em mải xem đánh nhau quá, thế nên là quên mất cái chi tiết này đấy ạ. Có thể cô gái này không phải là bồ của anh này. Em nhìn mà xem, thái độ cô gái rất hoảng hốt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải bồ á? Thế ý chị có nghĩa là gian cảnh để chấn đồ? Ui, nhưng mà chưa chắc chắn lắm, phải đi theo dõi thêm đã. Đi. Chị đi được không? Chồng có vẻ không giàu lắm. Mày bị điên à? Trông nó đô thế, nó đánh cả tao lẫn mày đấy. Kén ơi, cái bừa đấy. Được không? Alo, chuyển đi, con bé về đây. Trả tiền đi, chuẩn bị máy quay. Em để tiền trên bàn nhá. Dàn cảnh đánh ghen, quay clip lợi dụng sự nhẹ dạ và lo lắng của những cô gái này để kiếm lời. Mánh khóe này chắc lừa được không ít người rồi đấy nhở. Ăn nói cho cẩn thận nhá, tôi chẳng lừa ai cả. Cô có bằng chứng gì mà vu oan cho tôi như thế? Bằng chứng á? Đợi chồng cô về là biết ngay thôi, để xem hai người có phải là vợ chồng thật không. Còn một điều nữa, hai người nói biết hết thông tin của cô gái này đúng không? Vậy cô gái này tên là gì, nhà ở đâu, làm nghề gì? Sao không nói được đúng không? Tại vì sao? Vì hai người chỉ chọn bừa con mồi thôi, mà chỉ nói như thế để dọa họ thôi, chứ có biết thông tin gì đâu. Đừng có vớ vẩn nhá, tao sẽ báo cảnh sát. Là mày á, mày vu khống cho tao như thế. Cô báo họ tôi cái, để xem mèo nào cắn mỉu nào. Không những thế, cô còn hành hung và xúc phạm người khác. Bằng chứng là những gì cô quay trong clip đây này. Trả điện thoại đây. Cái con điên này, mày đi chết à? Hả? Chú tuổi gì mà to vậy chị? Còn non lắm. Mọi người ơi, đánh người này, hai con tiểu tam cùng một ruột, bắt nạt chính thức này mọi người ơi. Sao lại chơi trò ăn vạ? Cô hét to lên để tôi cùng hét với cô xem ai hét to hơn nhá. Mày thằng này nó chạy nhanh quá chị ạ, em đuổi mãi mới kịp đấy. Tốt lắm, bây giờ đầy đủ rồi thì lên công an thôi chứ nhở. Em xin chị ấy, cô ta là đồ sỏ, em không biết gì hết. Nó đã đánh mày đâu mày khai hết là như thế. Xin để giảm sự khoan hồng, bây giờ chạy làm sao được. Chị ơi, em xin chị, em khai hết ạ, chị đừng đánh em. Đánh chúng mày làm gì, bẩn tay. Lên công an, khai hết ra. Chị ơi, em cảm ơn chị, nhờ có chị đến kịp. Chứ suýt nữa thì em bị họ chấn lột hết đồ rồi. Lại còn suýt nữa mang tiếng oan nữa. Nếu như vậy, chắc em sống không nổi mất. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Thôi, không sao là may rồi. Bây giờ lên công an để cho họ xử lý. Còn cô ta cũng không trốn được nữa đâu. Đi.